Chào các bạn, nghe cái tên Đàm Vĩnh Hưng quá nhiều rồi, nhưng các bạn có biết thời thơ ấu của nhân vật này ra sao và anh đã làm gì để nổi tiếng được như bây giờ không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bạn nhé. Đàm Vĩnh Hưng, tên thật là Huỳnh Minh Hưng, thường được khán giả gọi thân mật bằng cái tên Mr. Đàm. Anh sinh ngày 2 tháng 10 năm 1971 tại Quảng Nam. Anh học ở trường Trung học cơ sở Ngô Quyền và trường Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nguồn tin trên mạng mà báo nào cũng viết giống nhau nhưng không được xác minh là đúng hay không, thì Đàm Vĩnh Hưng có ông nội là người có nguồn gốc Việt Pháp, bà nội có nguồn gốc Phúc Kiến và mẹ là người Quảng Nam. Anh còn có một người em ruột. Với thời tuổi trẻ cơ cực và khó khăn, anh đã phải làm nhiều nghề để sinh sống như là hớt tóc và cũng phụ hát trong những chương trình ca nhạc. Năm 1999, Đàm Vĩnh Hưng đã vượt qua 300 thí sinh để lọt vào danh sách 10 ca sĩ có triển vọng của Trung tâm Ca nhạc Sài Gòn. Đàm Vĩnh Hưng đoạt giải nhất trong cuộc thi bình chọn những giọng ca xuất sắc do Câu lạc bộ trẻ nhạc chiều thứ 5 của nhà hát Bến Thành tổ chức. Và sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng bắt đầu được phát triển mạnh khi anh có hai ca khúc đã trở nên nổi như cồn, đó là Tình ơi xin ngủ yên và Bình minh sẽ mang em đi. Từ đó Đàm Vĩnh Hưng đã trở nên rất nổi tiếng và cũng rất giàu có. Mr. Đàm còn quảng cáo cho sự giàu có của mình như là mất đồng hồ, mất kim cương tiền tỷ. Anh đã 3 lần mất kim cương, biệt thự penthouse thì có giá 5 triệu đô la và các bộ sưu tập hàng hiệu trị giá đến hàng chục tỷ. Ngoài các biệt thự, căn penthouse của Đàm Vĩnh Hưng thuộc diện sang trọng bậc nhất và cũng là hoành tráng với quy mô tổng diện tích sử dụng đến 700m², chưa kể đến sân vườn trên cao. Nếu xét về mức độ chịu chi thì Đàm Vĩnh Hưng không thua kém bất kỳ ngôi sao nào trong giới showbiz Việt và là một trong những nghệ sĩ hàng đầu của giới showbiz với giá cát xê khủng. Mr. Đàm không ngần ngại sắm cho mình những món đồ hàng hiệu đắt tiền. Anh cũng là một trong những ngôi sao Việt sở hữu khối tài sản khổng lồ, bao gồm các bất động sản, các công ty kinh doanh, một kho hàng hiệu trị giá mà không phải ngôi sao nào cũng may mắn có được. Đàm Vĩnh Hưng giàu cỡ nào thì chưa bao giờ anh tiết lộ cụ thể về mức cát xê anh nhận được trong một buổi biểu diễn. Nhưng trong một buổi phỏng vấn, anh từng tiết lộ rằng mình đóng thuế đến hàng trăm triệu đồng, có khi cả tỷ đồng mỗi năm. Từ đó có thể suy ra mức thu nhập của anh không hề nhỏ chút nào. Theo một bầu show ở thành phố Hồ Chí Minh tiết lộ, để mời Đàm Vĩnh Hưng lên sân khấu sẽ phải chi từ 6.000 đến 7.000 đô la Mỹ, tức là khoảng 150 đến gần 200 triệu đồng. Thậm chí giá này có thể nâng cao hơn tùy vào chương trình và thỏa thuận giữa bên ban tổ chức và ca sĩ. Như ca sĩ Quang Lê từng tiết lộ mức tiền 7.000 đến 15.000 đô cho mỗi lần bay show nước ngoài của những ca sĩ nổi tiếng Việt Nam và Đàm Vĩnh Hưng chắc chắn nằm trong số đó. Trong sự nghiệp thì Đàm Vĩnh Hưng đã gặp phải rất nhiều sự cố vào nào. Cụ thể như năm 2010 khi Đàm Vĩnh Hưng biểu diễn ở San Jose, một người đã lên tặng hoa và bất ngờ xịt hơi cay vào mặt anh. Đoạn video clip sau này đã được lưu truyền rộng rãi trên mạng và gây ra rất nhiều bình luận xung quanh thân thế, đời tư cũng như mục đích của hai nhân vật. Sau đó, những khán giả trung niên và lớn tuổi không đồng tình cho Mr. Đàm biểu diễn tại Mỹ đã có những cuộc biểu tình và cả những kế hoạch được lập ra nhằm mục đích gây sức ép, yêu cầu ban tổ chức hủy bỏ chương trình khi có sự tham gia của Mr. Đàm. Sau đó, thì người xịt hơi cay là ông Lý Tống đã bị phạt 6 tháng tù và 3 năm quản chế. Rồi một lần, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng việc mẹ ruột gây nợ suốt 30 năm qua và anh đã gánh thay cho bà đến kiệt sức và không muốn ai khác là nạn nhân. Cụ thể thì Đàm Vĩnh Hưng nói rằng anh thường xuyên chứng kiến việc chủ nợ tới nhà anh ném đồ đạc, chửi bới, thậm chí xé quần áo của anh. Khi đã làm và đi kiếm được tiền, nam ca sĩ luôn phải tìm cách khất nợ và cố gắng xoay sở để thu xếp với các chủ nợ. Bất kỳ người nào tới nhà nam ca sĩ đều trở thành nạn nhân của mẹ anh, bị mẹ anh xin số điện thoại và mượn tiền. Do mọi người đều yêu quý Đàm Vĩnh Hưng và thấy anh là người nổi tiếng, có nhà to nên sẵn sàng cho mẹ anh vay. Anh nói rằng tôi không biết bà mượn tiền làm gì, chỉ có bà mới biết rõ và tôi không đồng lõa để bao che. Tôi quyết định công bố sự thật này để mọi người không trở thành nạn nhân của mẹ tôi nữa. Nếu tôi cứ im lặng và che giấu thì tôi sẽ phải trả nợ đến chết. Theo nam ca sĩ thì trong vòng 10 năm qua, tức là tính từ năm 2000 đến 2010, anh đã phải trả cho mẹ đến 20 tỷ đồng số nợ mà mẹ anh gây ra. Rồi 2 năm gần năm 2010 đã có đến 40 người, 50 người cầm giấy nợ đến tận nhà đòi anh trả tiền. Nam ca sĩ hát ở quán bar thì có người đứng trước cửa lấy luôn tiền ca sĩ. Theo anh, tất cả đồng tiền để dành cho tương lai của anh và các con sau này đều ra đi hết, chỉ còn mỗi ngôi nhà đang ở. Anh không thể nào lấy tiền để dành cho các con mình, dành tiền cho tuổi già của mình để trả nợ cho mẹ nữa.
Nam nghệ sĩ không muốn ở tuổi xế chiều, anh phải rơi vào cảnh túng thiếu, bệnh tật. Năm 2021, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân khi vướng vào lùm xùm liên quan đến việc kêu gọi từ thiện. Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng số tiền từ thiện thực ra nam ca sĩ nhận trong tài khoản lên đến 96 tỷ đồng, con số chênh lệch so với 1,8 tỷ đồng mà nam ca sĩ công bố. Đàm Vĩnh Hưng thì lên tiếng phủ nhận, anh nói rằng tôi thấy buồn cười vì người ta dựng chuyện trắng trợn. Gần đây thì nhiều khán giả lại tranh luận về các huy hiệu mà Đàm Vĩnh Hưng cài trên trang phục biểu diễn trong chương trình Đàm Vĩnh Hưng Live Concert năm 2024. Có nhiều ý kiến cho rằng các huy hiệu trên là mô phỏng biệt công bội tình, một loại huy hiệu của chế độ cũ trước năm 1975. Sau đó Đàm Vĩnh Hưng đã lên bài nói rằng niềm vui thành công của cả tập thể đã cố gắng trong 6 tháng trời, chưa kịp tận hưởng thì đã gặp phải điều buồn lòng này. Đàm Vĩnh Hưng đã khẳng định không đổ lỗi cho nhà thiết kế hay là né tránh trách nhiệm hoặc là chọn cách im lặng. Manh thừa nhận là việc diện bộ trang phục này là vì muốn tạo nên phong cách mới mẻ khi biểu diễn. Sau vụ việc thì Đàm Vĩnh Hưng đã mong mọi người thông cảm, mong mọi người đón nhận lời xin lỗi của mình. Sau đó thì Sở Văn hóa đã mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến để làm việc, ghi nhận các ý kiến và biên bản. Đại diện Sở trả lời rằng họ sẽ mời chuyên gia để đánh giá, khi có kết luận sẽ xử lý theo quy định. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về sự nghiệp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và những vấn đề anh gặp phải trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.